Bọn mình sẽ không làm video trò chơi đâu. Và cũng không làm video nấu ăn đâu. Và hôm nay chúng mình sẽ làm video hướng thách bắt cua, chỉ có nông thôn mình mới có thôi. Những cái video về cuộc sống dân dã nông thôn như là câu cá đó, hôm bữa các bạn xem rất là nhiều, cho nên chúng ta ngày hôm nay là một cái thử thách mới thôi, đi bắt cua. Hôm gà trời mưa nhiều, hang cua cũng nhiều nữa, để bọn mình bắt cho các bạn coi nha. Thích đi bắt cua mà giờ anh hỏi mấy đứa cưng có biết cách bắt cua hay không? Biết. Giờ mình phải cần cây móc á, anh có dây chì không để mình làm cây móc? Tiếp ra bán con 2 mét dây chì. Có này nè. 5.000. Giờ bọn mình sẽ dạy các bạn cái cách mà lấy dây chì này làm cái quéo để móc mấy con cua trong hang ra nha. Rồi hướng dẫn mấy bạn đi mấy em. Để kìm ra dài dài mới được nha. Cái hang cua cũng sâu lắm đó. 1, 2, 3, 4. Tới đây cắt được rồi đó Ngọc. Bẻ làm cái móc nè các bạn. Mình có đường bẻ rồi. Nhà mình bắt cua hoài hà để mình chỉ các bạn làm cái quéo bắt cua. Rồi anh Vinh này. Đây, team bọn mình sẽ chia ra làm 4 đội nha. Mỗi đội sẽ gồm 2 thành viên. Đó, đây trước mắt là 2 cái xô dùng để đựng cua nè. Rồi, Phương cầm đi. Rồi. Em kiếp được rồi nè anh Vinh. Có đội của bạn da đen thì đã đem theo cái giỏ để đựng cua luôn. Đây là 4 cái đồ để đựng cua của 4 đội nè các bạn. Mình chỉ đảm nhiệm cái nhiệm vụ quay phim mà thôi. Tại vì cái tay của mình hiện tại đang bị đứt các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Không thể nào mà xuống bắt cua cùng với mấy em được, kẻo bị nhiễm trùng. Team của bọn mình đang trên đường đi ra ngoài rạch đất sau hè để mà đi bắt cua nha các bạn. Rồi ở hổm rồi trời mưa, cua nó làm hang đầy hết, gọi là cây ngoéo hoặc là cây móc. Đó, mình móc con cua mình khều đi ra là có một con cua liền. Giờ đi bắt cho các bạn coi nè. Giờ bọn con trai mình lột áo ra nha các bạn. Rồi xuống đây. Đó, quá trình đi bắt cua nè các bạn. Lần đầu tiên đi bắt cua luôn nè các bạn. Có nó làm. Tạt nước vô chưa? Rồi móc móc. Con cua nè anh Vinh. Cẩn thận, cẩn thận. Vô. Thả vô, thả vô, thả vô. Một con rồi. Bên cua da đen có con nào chưa? Ở trong đây có con nè anh Vinh. Dạ, từ từ. Từ từ để quay cái quá trình bắt cho các bạn ta coi. Quang coi chuẩn bị cua móc ra là thả vô trong lưới liền nha Quang. Dạ. Móc ra, móc ra. Khều móc nó ra, biết cách khều không? Rồi lâu mất tiêu luôn rồi. Sâu vô. Kẹp nó đi, đâu có căng đâu. Rồi, khoe các bạn, khoe các bạn ơi. Ê. Đâu gỡ. Rồi, khoe các bạn. Nè nha các bạn. Đó, rồi, cua gì có một chút xíu vậy. Thả nó vô. Một con, he he. Cá thì cũng khá là nhiều, mà cua tới mùa mưa thì cũng rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ tranh thủ mấy cái giai đoạn này mình quay lại cùng với team Trẻ Trâu ở đây để sẵn làm tài liệu kỷ niệm luôn nha. Từ từ. Mày hả cua chạy hả mày? Đâu phải nhiều hang vậy là đâu hang nào cũng có con cua. Nếu mình thọt cây này vô hang cây này nhúc nhích thì mình ngoéo ra trong hang đó mới có cua. Sao nãy giờ mày không chịu ra nó cua? Mày thọt nhẹ nhẹ thôi coi chừng cua chết trong hang luôn đó. Nó ra cưng ơi. Nó sắp ra kìa. Rồi cái xô của cưng đâu? Rửa con cua khoe các bạn. Rửa tại nhìn. Ừ đây nè. Rồi thả vào. Móc ra, tạt nước vô. Ơi, con cua gì có chút xíu chạy. Nó bị gãy cạn luôn rồi anh Vinh ơi. Nãy giờ cưng dùng bạo lực với nó quá mà. Rụng luôn cái càng luôn ơi. Cái càng nó kẹp vào trong cây sắt luôn kìa các bạn. Trời đất ơi, bẻ càng ra. Thì mình nãy giờ bắt được 2 con rồi các bạn. Trong đó có 1 con rụng càng rồi. Anh Thần ơi, con cua này nó cà khịa tôi với con da đen kìa các bạn. Để tao quắt nó cho Hoàng. Mày ra đi để tao quắt nó cho. Các bạn, lát nữa mình sẽ bắt con cua này nướng ăn cho các bạn coi. Không nghĩ cái mương này nhiều cua vậy luôn á. Bắt cái chút xíu được một đống luôn nè. Rất là nhiều cua luôn. Cái vụ gì? Cầm cây đỉnh quýt em vậy nè anh Vinh. Đào. Trời ơi, cua này biết cầm cây nữa. Thả nó vô đi, hồi quýnh gì hồi cũng nướng nó ăn à. Được mấy con rồi? Dạ được 2 con rồi. Mấy mày ơi, đây một đống không nè ba. Đâu? Thánh Thần ơi, nãy
nè các bạn. Mà nghe gì hú hú ta? Thánh thần ơi, mày đứng ngay cái cống ngầm cứ heo xuống này nè. Mày chạy trốn tao mày, mày chạy trốn nè. Mày chạy trốn. Nè các bạn, nãy giờ móc 4 cái hang cua rồi đó mới trúng được cái con thứ ba đó. Các bạn lúc hên thì móc hang nào cũng có hết trơn, mà lúc xui móc cả chục hang mới có một con cua. Bắt được 2 con cá bóng nè anh Vinh. Ghê vậy, bắt ở đâu vậy? Ở Đằng Đẵng. Kêu bắt cua bằng hồi ra được bắt cá luôn. Cho nó thêm miếng nước vô. Ôi trời ơi, 6 con cá bóng rồi. Mày cà khỉa tao với mày. Rồi rốt cuộc là có bắt được con cua này không? Được. Kè 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 kè. Cậy nó chết cũng được nữa, khiệu lên đi. Cái ghét nó rồi. Rồi bắt nó, bắt nó, bắt nó. Rửa đi. Rồi khoe các bạn nè. Trời ơi, con cua này bắt trần ai chi khổ á. Nói với các bạn biết luôn, đây chính là con còng nha. Lâu năm lắm mà mới thấy là con còng nha các bạn, nhỏ xíu à. Cái con mà nhỏ nhỏ mà có lông á, giống con cua là con đó là con còng. Thả nó vào đi. Anh Vinh bắt được con cua nhỏ hả anh Vinh? Đâu nữa. Ây da, con cua nhỏ. Đã quá vậy, con này kẹp không có đau các bạn. Đưa vô tay vô cho kẹp luôn nè. Sao anh không đau thiệt hả? Đau chứ. Hả? Nhìn đến con cua da đen kìa. Ê, ê, con cua kìa da đen nó kẹp quần mày cả. Trời ơi, mày hả mày dám bò lên đít của tao. Đây có một còng anh Vinh, Vinh quay không anh Vinh? Đợi anh chút quay luôn, cho các bạn biết quá trình bắt còng luôn. Rồi rồi rồi, moi ra bắt con còng ra đây. Chắc có không nha. Để quay mà không kìa 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 kìa. Bắt nó. Coi chừng nó kéo. Thôi rửa đi cho người ta thấy. Rồi rồi rồi, đưa lên. À, con còng nè các bạn. Bạn thấy chưa, hai cái càng của nó rất là nhỏ luôn nè. Cái quá trình bắt cua tới đây cũng kết thúc được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem mấy con cua này về nướng ăn cho các bạn coi nè. Các bạn đó. Ơi, mình đi vòng vòng chơi cũng bắt được con cua nè. Coi chừng á, coi chừng cua trời ra kẹp cái vú cưng. Team của bọn mình là bắt được ít cua nhất luôn đó các bạn. Nhưng mà ngược lại mấy mình có ốc, cua với còng. Giờ mình bắt xong con này nữa mình về các bạn. Từ sớm tới giờ mấy mình ngâm nước hơi bị lâu rồi. Các bạn thấy vậy chứ đâu khoảng vài chục cái hang mới có một con á. Hang nào có cô thì bọn mình quay phim cho các bạn coi. Còn mấy cái hang mà không có cô thì bọn mình quay làm cái gì? Bọn mình bắt cô xong rồi các bạn. Bây giờ bọn mình đi về nhà anh Vinh để nướng cô ăn nha các bạn. Rồi leo lên đi mấy đứa ơi. Rồi. Chung không biết nên Vinh mà nhiều lắm. Hẹt cá đống luôn nè. Trời ơi, có ba con hà mà tụi nó cũng là cá đống nữa. Trời ơi, các bạn mình bắt cũng không có nhiều. Cũng cỡ 10 con nè. Đây, xịt cái đất quần của mấy con heo nha các bạn. Quá trời dơ luôn rồi. Nước đất không có cà. Dương đâu? Ui da. Ghê. Đâu, cua của cua da đen chuẩn bị nè. Đó, bật bếp ga lên cho anh đi. Bật lên. Chuẩn bị ăn cua nướng nha các bạn. Cua nướng ngon lắm các bạn ơi, các bạn ăn chưa? Ê, con ba khía kìa, nó nhỏ hơn nướng mau chín lắm á. Cũng thím nghèo. Ôi, em phải ăn con càng bự á. Các bạn nhớ con cua này không? Hồi nãy nó kẹp cái đít mình nè. Giờ mình bỏ lên đây mình nướng. Trời ơi, có đâu. Quá xá thơm rồi các bạn. Để người ta ấy, để người ta. Đây là con ở đây chấm hồi nãy. Mày trụng mấy cái bàn. Nè, đi học quay phim được các bạn ơi. Hôm nay em quay lấy gì tôi quay? Bắt cua. Tao có một đống luôn nè. Đã chưa ạ? Chút xíu, chút xíu nữa cho thành ngáo ké một hai con cua nghe mấy đứa. Cua mình nhiều mà vô tư còn nữa không? Trời ơi, ông này còn cả chục con nữa lận nè. Đây 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 đây. Nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn các bạn ơi. Con kẹp anh kìa anh Vinh. Con nào kẹp anh đâu? Con này hả? Con này nãy kẹp mình nè các bạn, nó có một chút xíu à, các bạn thấy không? Nè cái càng nó nè. Trời ơi, ăn luôn. Ngáo nước lên đây nè ngáo. Thịt nó nè các bạn. Hai cái càng này là cua đó nha. Ăn cua biển lâu năm mà bây giờ quay lại ăn cua đồng xong thịt cua đồng nó ngọt quá vậy hả? Nướng mấy con cua thôi mà nãy giờ nướng nước miếng mấy chục lần rồi các bạn, chịu không có nổi. Ngáo anh đi ngáo. Ngon quá các bạn. Nè ăn nữa đi ngáo. Các bạn nhìn nè, ngáo nó không lo nướng mỡ lên ăn. Giờ con cua khét vậy luôn rồi nè. Con này chín chưa mấy đó? Được. Anh thấy nó phình quá trời, phình luôn rồi nè. Cái càng nhỏ kìa, cực nhỏ luôn. Các bạn đâu? Ơi, các bạn khỏi cần lọc vỏ mình ăn luôn. Ừ, nhai luôn. Rồi, giỏi ra đi Tiểu Cường ơi. Thôi ơi, nó ngon kìa. Miếng thịt đó nè. Cua này mập thiệt.
Ngọt ngay. Lần đầu tiên ăn cua đồng này các bạn, ngon thiệt chứ. Thôi video của mình tới đây cũng kết thúc được rồi nha các bạn. Chứ giờ vừa ăn cua mà giờ quay phim cho các bạn coi thì bọn mình ăn cũng đâu có ngon đâu. Hồi sớm nãy giờ vừa bắt cua tốn thời gian rồi về nướng nữa. Đó bây giờ mấy đứa em này nhỏ này ở đây nó chịu đựng không nổi, nó cũng ăn lai gai hết trơn rồi nè. Và nếu các bạn yêu thích cái video này đừng quên làm gì? Hãy cho một like, một share và nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn những video sau nha. Bye bye.